làm kem Milo. Các bạn nghe tên lạ đúng không? Mà ăn nó ngon lắm nha. Đây là nguyên liệu chúng ta cần là cái nồi nè, mấy cục đá bỏ cho mấy nồi. Rồi cây này là cái gì ta? Cái thố nha các bạn. Rồi mình cần một cái muỗng, muỗng gì cũng được nha. Mình cần một cái hộp sữa Milo. Rồi bạn cần một cái muối. Làm một bao uống vậy? Chưa có gì hết rồi. Uống rồi. Để có nguyên liệu mình cần làm một chút. À, còn có mua một lốc luôn mà. Lấy thôi. Báo thờ bá tiếp rồi. Chiên trứng á. Thì hư ba cái trứng. Hả? Nấu cái mì gói á thì ói lên ói xuống. Các bạn ơi, mình làm một cái clip gì mình phải có một cái điểm nhấn hay sao? Cứ đổ lên đổ xuống hoài à. Điểm nhấn hả? Điểm nhấn của con đó hả? Dạ. Mình sẽ bỏ muối nha các bạn. Đây là muối nè. Nghe muối nữa nè. Các bạn nhớ đừng ăn muối nha, hồi nãy mình mới chóng lộ mình ăn. Mặn. Muối rất là mặn như các bạn. Lỡ tay. Tiếc vậy. Các bạn ơi, muối làm cho cái này nó lạnh hơn nữa các bạn. Còn mình đổ Milo lên nó nhanh thành kem á. Gì mà. Giờ mình sẽ là cái thố như vậy các bạn. Bỏ vô nè, bỏ muỗng vô nè. Em mình sẽ Milo mình sẽ đổ vô nha. Ui. Lá tim mà lắm gà âm âm. Vắng rồi. Hai người. Mặt với lại người nữa. Chán quá, khi nào mới xong đây? One, two, three, yeah. Sao mà không gây vậy ta? Sức mạnh của ta đâu, Granny? Một cái nắp gụ nha các bạn. Đây nắp gụ nè. Đây nắp gụ. Đây là một cái nắp bia nè các bạn. Giờ mình sẽ khựa dừa lên nha. Còn khỏi một cái là hâu luôn á. Cái dừa hôn. Giờ biết làm gì nè. Đi cạo nè nha. Giờ con cạo đi nè. Con cầm xuống như là đó. Thấy chưa? Rồi con cạo ra được gì không? Thử coi. Để chút mình ăn mình bỏ lên. Wow, nhuyễn đẹp quá mẹ. Đâu các bạn à? À, đẹp quá các bạn. Đó, bỏ đây nè. Chung đi, bỏ chung đi. Ờ, trong khi đó là mẹ làm Milo cho con nha. Dạ, vui quá mẹ. Ê da. Wow, các bạn, nãy giờ mình làm mình đẹp, mình cùng bơi nữa các bạn. Mình có cái này làm rất là nhanh, mình khởi rồi để mấy cái hộp ở trong đây. Trời ơi, nó tan hết trơn rồi. Vậy là mình làm thất bại.
chị Vi nạo được như đây luôn nè. Các bạn nạo vừa đủ để các bạn ăn thôi nha. Chứ các bạn nạo nhiều quá là ăn không hết á. Years later. Lần sau mình sẽ làm món khác nha, ngon hơn nhiều. Rồi tạm biệt các bạn, bây giờ mình sẽ ăn xong rồi lên ngủ nha. Ngủ tới còn